Cô chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sang chương thứ ba, các ngành run. Có bao nhiêu ngành run nè? À, có 3 ngành run, đó là ngành run dẹp, ngành run tròn và ngành run đốt. Ngành run đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là ngành run dẹp. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 40, lưu ý thông tin in đậm ở trên cùng. À, run dẹp có đối xứng hai bên nè. Cơ thể dẹp theo chiều lưng bụng. So với ruột khoang các em đã được học thì ruột khoang cơ thể của chúng là đối xứng tỏ tròn. Sang dung dẹp cơ thể đối xứng hai bên. Như vậy đối xứng hai bên là kiểu đối xứng như thế nào nè? À, đó là kiểu đối xứng chỉ vẽ được một mặt phẳng và chia dọc cơ thể làm hai nửa hoàn toàn giống nhau, nửa bên phải, nửa bên trái, phân biệt được đầu và đuôi, lưng và phần bụng. Các em hãy quan sát hình trang 40. À, đây là sáng long đại diện đầu tiên cho ngành dung dẹp. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem đời sống và đặc điểm cấu tạo của nó như thế nào ha. À, về môi trường sống thì nó sống tự do ở vùng ven biển. Cấu tạo cơ thể của nó hình lá hơi dài dẹp theo hướng lưng bụng. À, đầu là đầu bằng, có thùy khứu giác và hai mắt đen. Miệng nằm ở mặt bụng, ruột phân nhánh và chưa có hậu môn. Như vậy thì so với ngành ruột khoang các em đã được học thì ở ruột khoang đó là ruột túi có lỗ miệng thông với ngoài duy nhất. À, sang ngành dung dẹp thì ruột ở đây là ruột phân nhánh ha, và chưa có hậu môn. Như vậy ngành dung dẹp, cơ thể của nó có đối xứng hai bên nè, dẹp theo chiều lưng bụng. À, sáng long nó sống tự do ở ngoài môi trường. Những loài sống tự do ngoài môi trường các em lưu ý là thường thì cơ quan di chuyển hoặc là các giác quan của nó phát triển hơn. À, để làm gì? Để thích nghi với đời sống tự do ha. À, như là nó có lông bơi nè, thùy khứu giác, hai mắt đen. À, đó là ở sáng long. Các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Bên cạnh dung dẹp sống tự do thì đa phần dung dẹp sống ký sinh. À, khi sống ký sinh chúng sẽ gây hại cho vật chủ nè, gây tổn thương đến cơ quan của vật chủ nơi mà nó ký sinh. À, đại diện đầu tiên của dung dẹp sống ký sinh đó là sáng lá gan. À, chúng ta cùng tìm hiểu về nó như thế nào nhé. Phần 1 đó là nơi sống cấu tạo và di chuyển. À, các em hãy quan sát hình 11.1 kết hợp với thông tin ở sách giáo khoa trang 41. Ở đây, cơ thể hình lá dẹp dài từ 2 đến 5 cm màu đỏ máu, bao gồm các bộ phận đó là giác bám nè. Có hai giác bám, một ở phía miệng và một nửa đó là ở phía bụng của nó. Đây là lỗ miệng. Qua lỗ miệng vào bên trong đó chính là hầu, phân thành hai nhánh ruột. Đây các em. Và mỗi nhánh ruột lại phân thành những nhánh nhỏ hơn nữa ha. Cơ quan sinh dục lượng tính, phân nhánh. À, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ nét về cấu tạo của sáng lá gan. Đây các em, cơ thể dẹp có đối xứng hai bên ruột phân nhánh. À, và sáng lá gan này sống ký sinh ở đâu nè? À, nó sống ký sinh trong gan mật của trâu bò. Do sống ký sinh cho nên cơ quan không cần thiết cho đời sống ký sinh đó là mắt, lông bơi sẽ tiêu giảm. Nhưng ngược lại giác bám của nó lại phát triển để giúp cho nó bám chặt vào trong vật chủ để ký sinh. Được chưa nào? À, di chuyển thì nó di chuyển bằng cách là gì? Chui rút luồn lách trong môi trường ký sinh. À, là nhờ vào đâu? Nhờ vào cơ dọc và cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển nên sáng lá gan có thể là trung gian phòng dẹp để chui rút luồn lách. Đó là cách di chuyển của nó. À, các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 2 tìm hiểu về quá trình dinh dưỡng của sáng lá gan như thế nào. À, sáng lá gan sẽ dinh dưỡng như thế nào? Các em hãy quan sát. À, đây là giác bám như các em đã biết. À, sáng lá gan sẽ dùng hai giác bám này bám chặt vào nội tạng của vật chủ. Hầu có cơ khỏe giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường ký sinh đưa vào trong hai nhánh ruột phân thành nhiều nhánh nhỏ
để vừa tiêu hóa vừa dẫn chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Như vậy thì cách dinh dưỡng của nó ảnh hưởng như thế nào đến vật chủ nè? Nó rất có hại cho vật chủ bởi vì nó sẽ tranh chất dinh dưỡng của vật chủ, làm cho vật chủ đó mất chất dinh dưỡng, thiếu chất dinh dưỡng. Ngoài ra nó còn sinh ra những cái độc tố nữa, đúng không nào? Gây hại cho cơ thể của vật chủ. Cho nên trâu bò bị nhiễm sán lá gan thì thường gầy rạc chậm lớn là do nguyên nhân này. Đấy ha. Đây ha, chúng hút chất dinh dưỡng từ môi trường ký sinh, đó là từ vật chủ. Như vậy nó là động vật gây hại cho vật chủ ha. Chúng ta chuyển sang phần 3 La Mã, tìm hiểu về sinh sản. Thứ nhất là cơ quan sinh dục. Như lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu rồi, thì cơ quan sinh dục của nó là lượng tính, dạng ống rất là phát triển ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của chúng như thế nào ha. Đây là sơ đồ vòng đời phát triển của sán lá gan, hình 11.2 ở sách giáo khoa trang 42. Các em cùng theo dõi. Các em biết rằng là sán lá gan đẻ rất là nhiều trứng, khoảng 4.000 trứng mỗi ngày. Trứng sẽ theo phân của trâu bò bị nhiễm bệnh ra ngoài môi trường. Đây các em, đây là trứng của sán lá gan. Khi ra ngoài môi trường gặp điều kiện thuận lợi, đó chính là gặp môi trường nước, thì trứng sẽ nở thành ấu trùng có lông. Nhờ có lông bơi, ấu trùng này sẽ di chuyển trong nước tìm đến ốc ruộng, ký sinh trong cơ thể của ốc ruộng. Trong cơ thể của ốc ruộng, chúng sinh sản cho ra nhiều ấu trùng có đuôi. Đây các em. Thì ấu trùng có đuôi này sẽ rời cơ thể ốc, di chuyển trong nước tìm đến rau, cỏ, bèo, bám vào đấy, rụng đuôi kết thành kén sán. Kén sáng này nằm ở đấy chờ, chờ khi nào? Khi có trâu bò ăn phải rau, cỏ, bèo, có lẫn kén sáng trong đấy, thì lúc này trâu bò sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan. Đây, thì sán lá gan trưởng thành ở gan của trâu bò. Thì khi đẻ trứng, chúng sẽ di chuyển ra ống tiêu hóa của trâu bò để mà đẻ trứng. Trứng sẽ theo phân của trâu bò đó ra ngoài môi trường, tiếp tục phát tán nòi giống của nó. Đây là toàn bộ vòng đời phát triển của sán lá gan nha. Sau khi các em đã tìm hiểu rõ về vòng đời phát triển của sán lá gan, các em hãy làm lệnh ở sách giáo khoa trang 42. Hãy cho biết vòng đời của sán lá gan sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu trong thiên nhiên xảy ra các tình huống sau. Tình huống thứ nhất, trứng sán lá gan không gặp nước thì điều gì sẽ xảy ra? Trứng sán sẽ không nở thành ấu trùng có lông. Đúng chưa? Như vậy đến đây các em hãy đề ra biện pháp phòng bệnh sán lá gan cho trâu bò. Biện pháp đầu tiên đó là gì? Xử lý phân trâu bò để làm gì? Diệt trứng sán. Xử lý bằng cách nào? Trước khi đem phân của trâu bò bón cho cây trồng chẳng hạn thì cần phải xử lý bằng cách như là ủ phân. Thì khi ủ phân như vậy qua thời gian dài và với cái nhiệt độ tăng dần thì nhiệt độ đó có thể là làm chết một số mầm bệnh có trong trong phân của trâu bò, trong đó có thể có trứng của sán lá gan. Thấy chưa nào? Tình huống tiếp theo, tình huống thứ hai. Nếu như ấu trùng nở ra không gặp được cơ thể ốc thích hợp thì ấu trùng này sẽ như thế nào? Ấu trùng cũng sẽ bị chết nha. Nếu như ấu trùng có lông này vẫn bơi lội và tìm được đến được ký sinh trong cơ thể của ốc ruộng, nhưng mà bây giờ ốc ruộng đó bị một động vật khác ăn thịt mất, thì số phận của ấu trùng đó sẽ như thế nào? Nó cũng sẽ bị chết đi theo cơ thể của ốc. Được chưa? Như vậy đến đây chúng ta đề tiếp ra biện pháp tiếp theo là gì? Để ngăn chặn vòng đời phát triển của nó thì chúng ta cần hạn chế diệt bớt ốc ruộng đi, đúng không? Bởi vì ốc ruộng là động vật trung gian mang mầm bệnh hay là truyền bệnh, đúng chưa nè? Đây, tình huống tiếp theo. Bây giờ nếu như mà nó phát triển
thành kén sáng rồi, bám vào rau bèo rồi, nhưng mà bây giờ chờ mãi mà không có trâu bò ăn phải thì số phận kén sáng này sẽ như thế nào? À, nó sẽ không nở thành sáng lá gan. Đúng chưa nào? Như vậy vòng đời của sáng lá gan cũng sẽ bị ngắt quãng, tức là nó không phát triển, có cơ hội để phát triển thành sáng trưởng thành để gây hại cho trâu bò. Được chưa nào? Như vậy biện pháp tiếp theo là làm gì? À, trước khi cho trâu bò ăn rau cỏ cần phải làm gì? Xử lý rau cỏ đó đi để diệt kén sáng, để cho sáng lá gan không có cơ hội xâm nhập vào trong cơ thể của trâu bò để phát triển thành sáng lá gan để gây hại cho trâu bò. Được chưa nào? Bên cạnh đó thì cần phải làm gì? À, tẩy giun sáng định kỳ cho động vật. Đúng chưa nào? À, định kỳ là khoảng bao lâu? À, 6 tháng chúng ta cho chúng uống thuốc tẩy giun định kỳ. Hay chưa nào? Rồi, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ hai nè. Như vậy qua đó sáng lá gan thích nghi với việc phát tán nòi giống như thế nào nè? À, chúng thay đổi vật chủ và qua nhiều giai đoạn thích nghi ký sinh khác nhau. À, thì ở đây vật chủ chúng ta thấy nè, vật chủ chính ở đây chính là con trâu bò, còn vật chủ trung gian đó chính là các loài ốc ruộng, đúng không? Đây là sơ đồ vòng đời của sáng lá gan. Các em hãy vẽ sơ đồ vòng đời này vào trong vở của mình nha. Và đây là biện pháp phòng bệnh, có 4 biện pháp cơ bản. Các em cũng ghi rõ ràng vào trong vở của mình. À, như vậy, qua tiết học này các em đã được tìm hiểu hai đại diện. Đại diện thứ nhất đó là sáng long thích nghi với lối sống tự do. À, sống tự do thì chúng có những thường là có những cơ quan di chuyển hoặc là giác quan phát triển để thích nghi ha. Và đại diện thứ hai đó là sáng lá gan thích nghi với lối sống ký sinh. À, các em lưu ý nè, những loài sống ký sinh thì cơ thể của nó thường có cấu tạo biến đổi khác đi để thích nghi. Như là gì? À, cơ quan nào không cần thiết sẽ có sự tiêu giảm. Ví dụ như là giác quan nè, cơ quan di chuyển nè, vân vân. Nhưng ngược lại, cơ quan nào cần thiết cho đời sống ký sinh thì lại phát triển. Ví dụ như là giác bám nè, móc bám nè, vân vân. Hả? À, khi học và tìm hiểu về các loài giun sáng, các em cần hiểu rõ nè, thứ nhất, nơi ký sinh của chúng, tác hại của chúng như thế nào, hiểu rõ về vòng đời phát triển của chúng ra sao, để từ đó chúng ta chủ động đề ra các biện pháp phòng bệnh cho động vật và cho cả con người. À, đấy là những nội dung chính các em cần lưu ý nhé. À, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi đủ nội dung bài học, học bài, làm câu hỏi 1 và 2 cuối bài, sách giáo khoa trang 43 vào trong vở của mình. Đọc mục em có biết và chuẩn bị bài 12, tìm hiểu một số dung dẹp khác. Cô mến chào tất cả các em.